Hôm qua mới chỉ là mở đầu cho công cuộc dọn dẹp thôi mà Mai đã đuối lắm rồi. Hôm nay lại là một ngày dài với công cuộc sắp xếp mọi thứ trong nhà nha. Hôm nay là đi vào chi tiết, lúc dọn ra thấy cũng nhiều mà lúc dọn vào thấy siêu siêu nhiều luôn nha cô chú anh chị. Xin chào cả nhà, xin chào các cô chú anh chị và các bạn. Đây là một video dọn nhà của Mai ha. Thì mọi người thấy ở những video trước thì Mai cũng đã dọn sơ sơ rồi. Hôm nay thì Mai sẽ tiếp tục dọn cái tủ của Mai. Cả nhà thấy thì cái tủ này, cả nhà biết đó là đây là cái tủ của Mai từ đó giờ ha. Bật lên. Nhưng mà bữa là Mai đã dọn hết giỏ ra rồi. Vì mình sửa nhà đó cô chú anh chị, thì mình không thể nào mình để mấy cái giỏ ở đây nó dơ bụi. Và nó mấy cái đồ có giá trị thì mình cũng phải đem đi mình cất ha. Hôm nay thì Mai quyết định là sẽ dọn lại cái tủ này để lại những em giỏ, những em giày gì đó để lại ha. Trời ơi, nó cũng khá là nhiều việc đó. Khăn đã sẵn sàng rồi đây. Dọn dẹp sơ sơ xong là cứ phải lau dọn vệ sinh nha cả nhà. Để cả tháng trời nên bụi quá trời bụi luôn đó chứ. Mai sẽ lau ướt trước rồi sau đó sẽ lau khô nha. Xem mấy video dọn nhà này, Mai cá là có nhiều cô chú anh chị chửi Mai vì thấy Mai than nhiều quá. Nhưng mà tại vì nó mệt thiệt đó cả nhà. Mệt cho nên cho Mai than chút xíu đi, không bớt mệt nhưng thấy cũng được thỏa mãn phần nào. Trong những đồ trang sức của Mai thì tủ túi và giày dép này là giá trị nhất đó nha. Không chỉ có giá trị về mặt vật chất mà mỗi món đồ nó còn là một khoảng ký ức trong Mai. Có những món đồ kể cả có nhiều tiền cũng không mua lại được. Những cái túi này có thể nói là đi với Mai từ lúc Mai không có tiền đến bây giờ là đủ ăn đủ mặc. Để nó vô một góc rồi thi thoảng lôi ra ngắm chơi, ngắm những vết xước, những vết trầy để tự nhắc bản thân là thời gian đã trôi qua nhanh quá nhanh, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều và Mai đã trải qua được những năm tháng mà mình coi là tăm tối nhất rồi. Vì vậy nên hôm trước Mai up video về túi lên, có nhiều bạn hỏi là Mai có pass lại không? Thì hiện tại Mai không nha cả nhà. Sau này cái tủ này được chất đầy thì mình mới suy nghĩ, chứ giờ cũng còn nhiều chỗ trống quá trời, để đó nhìn cho vui mắt nha. Bản tính ngựa nên ở đây Mai cũng phải bày biện hoa như thế này mới chịu nha. Trưng cho cố vô rồi đến lúc dọn dẹp lại phải khuân ra khuân vô. Rồi Mai đem cái này ra để đây. Cho nó gọn. Cái này ít ai đụng tới. Cái chỗ này nè. Đó. Còn đây là thế giới cài tóc của Mai nha. Nhìn nhiều vậy chứ đi gặp cái nào đẹp là vẫn cứ rất là ham, vẫn rất là mê nha. Chuyển từng chút một, đồ không nặng nhưng công đi lại nha cả nhà. Mai tự thấy mọi thứ ở bàn trang điểm của mình cũng được coi là sắp xếp gọn gàng lắm rồi đó nha. Vì đi mua mấy thứ đồ, mấy cái hộp có thiết kế xinh xinh là Mai sẽ đem về nhà để trưng đồ. Đó, gọn gàng lại rồi ha. Vậy chứ. Bây giờ tới cái tủ này. Cái tủ này thì phải đi lau lại cả nhà luôn. Tại vì sau một thời gian sửa chữa và bụi lắm rồi. Chỗ này là chỗ Mai để giày. Nên là Mai sẽ treo giày vô. Để Mai xếp cái hộp ở trên nó cho nó gọn gàng lại. Thì Mai để hết cái hộp lên trên. Chứ bây giờ để hộp dưới đây nó đâu có chỗ đâu để đồ cả nhà. Quá trời nhiều.
mấy cái hộp đó thì không biết sao vẫn muốn giữ lại. A few minutes later. Ú là trời, mừng quá cả nhà ơi, mọi người nhìn nè. Mai xếp được hết những cái hộp ở trên này. Nói chung là từng ngóc ngách luôn nha. Mai không có để thừa cái khoảng trống nào luôn. Bao nhiêu hộp xếp rất là gọn gàng ha. Chứ bình thường là Mai nghĩ là không hiểu làm sao Mai không thể nào mà Mai xếp hết hộp lên đây được đâu. Mà hôm nay là Mai xếp được hết hộp luôn. Mai cũng không hiểu sao mình giữ hộp lại nữa. Tại vì mình chẳng có bao giờ mình bán hết trơn á. Mình chẳng bao giờ mà mình pass lại hết ha. Nhưng mà sẽ vẫn muốn giữ hộp lại. Kỳ vậy đó, lỡ trong trường hợp mà mình không thích nó nữa, mình muốn bán thì mình cũng bán được ha. Chồng em cũng thắc mắc là tại sao em lại giữ hộp lại làm gì. Mày nói vậy, giọng nói thôi em đừng có bán, không xài thôi, cứ để đó đi, biết đâu một ngày nào đó em thích em xài. Nhưng mà thật sự là từ đó giờ mới mua, mày chưa có bao giờ đăng bán một cái món đồ của nào của Mai hết á, của chú chị, chưa bao giờ luôn. Mua cái nào là để cái đó, mặc dù là cái nào thích thì mình đeo nhiều, còn không thích thì mình lâu lâu mình mới đeo vậy thôi, chứ còn mình cứ nghĩ mình để đó sau này mình cho con mình cũng được ha. Có cái chị kia hồi xưa lâu lắm mà chỉ bình luận cho nói Mai á là đừng có khoe nữa. Thật sự là Mai không có khoe đâu cả nhà. Đó giờ Mai ít khi nào mà Mai quay cái tủ duy nhất có một lần đây Mai quay thôi, chứ mấy lần trước thì cũng có nhiều người nói Mai quay cái tủ giỏ của Mai đi, nhưng mà Mai không có quay. Thật ra thì giỏ của Mai cũng chả đáng là bao nhiêu so với nhiều người lắm, nhưng mà có nhiều người họ nói chuyện cũng kỳ lắm. Họ nói là chị có tới mười mấy cái giỏ lận đó, nếu mà em có nhiều hơn thì em hẳn nói chuyện với chị, mày chơi với chị. Mà giỏ là phải mua trong store nha, phải có bill, có hộp đàng hoàng nha. Thì Mai không biết là Mai có được bằng chỉ không, nhưng mà nói thiệt chứ thì hộp giỏ của Mai đó cả nhà, thì không biết có phải Mai mua trong store hay không ha. Cũng có cái Mai mua pass lại, nhưng mà cũng ít lắm, khi nào mà Mai thích thì ấy, còn Mai cũng mua trong store thì mọi người cũng thấy đó. Thì không biết có không, nhưng mà cái nào Mai cũng có account trong đó hết. Chanel cũng có account ha, Louis Vuitton hay là Christian Dior hay Gucci đều có account. Hay là Hermes ha. Hermes thì đang build, nhưng mà vẫn có profile với lại bên đó. Hy vọng là mình sẽ mua được cái giỏ Birkin sớm, chắc là sắp rồi. Đó. Thật ra thì cái tủ giỏ của Mai nó cũng nhỏ bé lắm cô chú anh chị, so với nhiều chị khác á thì nó không có đáng là bao đâu, nó thiệt. Mai biết điều đó chứ sao không? Tại vì có nhiều chị là có rất là nhiều giỏ Hermes da cá sấu nè, rồi da trăng, rồi da đà điểu rất là nhiều. Mai thì Mai cũng chưa có tới những cái đó luôn á. Mai chưa có một cái giỏ Hermes nào hết á cả nhà. Nên là Mai chưa có được xếp vào hàng dân chơi đồ hiệu đâu. Mai chỉ nhỏ bé thôi ha. Thì giống như là niềm vui thôi, tại vì phụ nữ mà cả nhà, đây cũng giống như là một món trang sức của phụ nữ thôi ha. Đeo cái giỏ đẹp thì cũng nói chung là thấy vui trong lòng vậy thôi, chứ cũng không có gì đâu. Nên Mai cũng không có nghĩ là sẽ so đo với ai là mình nhiều hơn hay mình ít hơn gì đâu. Thì hôm nay nhân dịp mà dọn dẹp, tại vì Mai cũng dọn nhà để dọn đồ vô đó, thì Mai quay với mọi người những cái việc Mai làm. Mai cũng chẳng có một cái kịch bản nào hết ha. Chỉ có điều thì hôm nay làm cái gì thì quay cái đó vậy thôi, chứ không có gì hết cả nhà. Bây giờ thì Mai sẽ bỏ mấy cái đôi giày này lên đây. Đây mọi người, mấy cái đôi giày này nó rẻ lắm cả nhà, nhưng mà do là đây là những cái đôi giày mà đám cưới của Mai đó, Mai vẫn giữ lại. Giày này Mai mua Mai mang đám cưới á. Mình vẫn giữ lại. Thì mọi người cũng biết rồi đó, mấy cái hộp sàn lấp lánh thì chỉ có đám cưới thôi. Như bình thường thì cũng đâu có ai mà mang giữ vậy đâu ha. Quá trời trời lấp lánh. Đây như thế nào thấy không? Lấp quá à, lấp lánh. Trong tủ của giày của Mai á, có những đôi đắt tiền mà cũng có đồ này như vậy nè, có những cái rất là rẻ tiền nhưng mà nó có ý nghĩa đối với mình, thì mình giữ mình chinh thôi. Đây, cái thùng này là cái thùng đắt tiền nè, tất cả giỏ nhiều thơm của Mai đều ở trong này hết á. Bởi vậy lúc mà ráp thì ráp cho cẩn thận, bây giờ tháo cũng hơi cực nha. Tháo thì ráp thì cũng ráp từng cái, bây giờ tháo thì cũng tháo từng cái.
Nhiều khi có nhiều cái cũng không mắc lắm đâu, nhưng mà mấy cái này thủy tinh á, nên là mai sợ bể, mai phải cẩn thận. Nè, thấy không, ráp thì cũng ráp phải cẩn thận, tháo thì giờ tháo cũng phải cẩn thận. Hôm nay mai chưng lại dầu thơm nè. Mai không có nhiều, mai chỉ có một số loại để mình xài thường xuyên, cái mùi nào mình thích mình mới mua thôi, chứ mình không có mua sưu tầm ha. Đó, chưng lại mà nhìn nó cũng đẹp quá ha cả nhà ha. Bình thường thì mai để lung tung á, nó không có được đẹp. Hôm nay chưng lại nó đẹp nè. Đó. Mấy cái này đóng lại đi. Mấy cái chưng này. Cái trên này đó là lý do tại sao mà mai không có đóng kiến á cô chú, tại vì mai để mấy hộp nên không có đóng kín, mình để mình che lại. Anh cái chỗ đóng tủ này nói với Mai là nếu mà khi nào mà giỏ Mai nhiều thì Mai có thể thay cái trên đó bằng kiến luôn cũng được ha. Vậy cũng hay đúng không cả nhà? Mai mốt khi nào mà mình hết chỗ rồi thì mình bắt đầu mình để hộp, mình quăng hộp đi, mình để cho đó mình đóng thành kiến ha. À, nhìn cái tủ dầu thơm nhìn cũng đẹp đẽ ha. Đó. Bây giờ thì tới mấy cái giỏ này. Cái giỏ này là cái giỏ kỷ niệm của Mai nè, thấy không? Giỏ kỷ niệm này thì chắc mình để bên này. Chưa để. Giờ gỡ dần cái này ra. Mỗi cái giỏ là phải wrap như vậy nè. Sợ nó chày, sợ nó xẹp. Nó xấu cái vỏ của mình đi á. Kể ra sắp xếp lại mấy em bé này thì cũng thấy chiêu chiêu đó cả nhà. Mai cưng mấy em vỏ như mấy em bé vậy đó. Em nào cũng xinh, em nào cũng yêu hết nha. Nhiều khi phải để vô chồng chút xíu bịch tí lông để làm chi, để nó phồng lên, nó giữ cái form vỏ. Kỹ quá giờ cũng mệt rồi. Bịch ni lông vô đây. Mà như hơi nhiều á, đó, cho nó đầy cái túi. Cái túi này mẹ ít khi nào mẹ mang lắm, tại vì nó không có hợp với cái phong cách của Mai lắm. Mà thôi cứ để đó đi. Đi đâu mày bốt mấy đứa nhỏ nó thích làm sao ha. Chanel nên là Mai mua rất là nhiều vỏ Chanel ha. Nhưng bây giờ sao bắt đầu cái Mai cởi mở hơn, Mai thích nhiều hơn, Mai bắt đầu Mai mua Louis Vuitton rồi Gucci, Mai mua nhiều vỏ hơn nữa. Không còn như xưa là chỉ có mỗi Chanel thôi. Hồi xưa là chỉ mua vỏ Chanel thôi nha. Cái này là cái mà Mai cũng khá là cưng, tại vì nó màu hồng rất là xinh ha. Để Mai bỏ thêm một ít đồ vô cho nó, cái bịch ni lông vô cho nó phồng ra.
Đó, phòng lên này đó. Đây, cái này nữa. Cái này mày cũng rất là thích nha. Cái coco này tại vì mang nó rất là xinh, nhưng mà có điều là mang thì nó không được thoải mái, nó hay tuột cái dây xuống thôi. Chứ còn mang thì rất là xinh luôn. Cái này nữa, cái này là quà tặng. Cả nhà coi nè, nếu mà Mai để mỗi cái giỏ một cái ngăn như thế này thì nó rất là đẹp ha. Y chang như là trong tiệm bán vậy đó, rất là đẹp luôn. Trưng bày nhưng mà không có đủ cả nhà ơi, vẫn còn rất là nhiều giỏ ở đây nè, thấy không? Đây nữa nè. Đó. Nên là mình bắt buộc là mình phải cho mấy em này chen chút vô với nhau, mà chen chút thì nó sẽ không có đẹp. Vậy thôi, bởi vì đó giờ thường cái tủ của Mai không có được đẹp là vậy đó. Nếu mà mình muốn mỗi cái ngăn một cái giỏ thì mình phải làm ở trên này nữa ha. Coi trên này có mấy nha, trên này có 2, 4 cái, 6 cái, 4 x 3, 12 cái. Nếu mà Mai làm ở trên này nữa thì Mai để được 12 cái, nhưng mà thôi chịu thôi chứ giờ sao giờ, không được rồi cả nhà. Tèn tèn tèn, cuối cùng Mai đã có cách để làm cho đầy đủ cái giỏ hết rồi cả nhà. Thì Mai không có để giày dép ở đây nữa ha. Bây giờ cái tủ này chỉ để giỏ thôi. À, đẹp lắm cả nhà. Công nhận chưng xong á, giống y như ngoài tiệm. Ưng hẳn nha. Đó. Cả nhà thấy không? Nó không có được gọi là đèn ánh sáng quay, không có được ấy, nhưng mà Mai sẽ mở ra cho mọi người xem. Đó, Mai chưng đẹp quá. Cưng quá. Mỗi ngăn là một cái giỏ ha. Chỉ có cái ngăn ở dưới thì mấy cái giỏ mà thường thường thì Mai sẽ để ngăn dưới. Tại vì cái đó thì nhiều khi bạn bè tặng nè, rồi này kia nọ ha, nhiều cái gì dễ thương Mai cũng vẫn mua, chứ không phải là mua giỏ xịn mắc tiền không. Vẫn mua giỏ thường như Mai, như là Coach này nọ ha, Michael Coach. Cưng quá. Cái tủ này là ưng rồi cả nhà ha. Chân gì là đẹp lắm rồi. Này cả nhà, Mai chưa bao giờ nghĩ là sẽ để giày ở trong này hết. Nhưng mà cuối cùng bây giờ là càng ngày là quần áo giày dép đẻ ra càng nhiều, nên là thành ra là phải đem boots, đem mấy cái đôi giày để trong này. Mấy đôi giày trong này thì cũng hơi hơi đắt đắt tiền chút ha. Còn giày thường thường thì Mai để dưới nhà hết. Ở dưới nhà Mai cũng có cái tủ để đựng giày á cả nhà, để đựng khá là nhiều. Nhưng mà giày của Mai cũng hơi bị nhiều nha. Ở trên này đã một đống, ở dưới nhà cũng một đống nữa. Nên thành ra là càng ngày Mai không có gì nhiều, có quần áo giày dép nhiều thôi, thôi càng ngày đẻ càng nhiều, đẻ ra nhiều mấy cái này thôi chứ không có gì hết trơn á. Trời ơi, hai ngày rồi mà nó vẫn như thế này nè cả nhà. Đó, cái phần nào mà dọn được thì dọn được, còn phần nào chưa dọn được thì nó chưa dọn được. Cái này là dọn được nè ha. Đó. Cái này thì dọn được cái chỗ, cái ổ để ngủ rồi đó. Nhưng mà tối ngủ là có chỗ rồi. Đó, cái này thì cũng dọn được chút xíu rồi. Còn một đống đồ trong này. Và hai cái vali đi Việt Nam về. Đây cái này nè, là chưa có mở ra cả nhà. Còn đó, thì Mai không biết làm sao để Mai nhét hết vô đây. Chắc là Mai cũng phải dọn bớt mấy cái quần áo không có mặc ra. Sẵn tiện thì mình cũng thanh lọc cái tủ bớt luôn. Rồi mình đem thả vô trong cái thùng từ thiện, donation á. Đúng rồi ha. Đó. Được cái thì dọn được cái giày dép rồi nè, thấy không? Còn có quần áo nữa thôi. Nhưng mà cũng gọn gàng khá khá rồi. Có một điều là nhà Mai mặc dù đã lau sạch rồi nhưng mà bây giờ nó lại dơ trở lại thì cả nhà.
sau khi mà đi lên đi xuống khiên dọn đồ rồi này nọ. Mày sắp xong rồi cả nhà. Sắp xong rồi. Dạ yeah, son. Sắp xong rồi. Còn có chút xíu nữa là xong rồi. Thôi mà ông chồng em hơi đi ăn, thôi đi ăn rồi cả nhà. Nói chung là chắc cũng phải ngày mai mới xong nha. Nó sắp xong xạo. Vẫn còn một cái suitcase, một cái vali chưa có mở ra ha. Hên sao đi con. Ok. Đó, cô chú thấy diện mạo nhà Mai bây giờ khác không? Đó, nhìn nè, chưa bao giờ nhà Mai tan hoang như vậy đúng không cả nhà? Chưa bao giờ nhà Mai mà nó dơ bẩn đến như vậy luôn. Nhưng mà chịu thôi. Thôi mời cả nhà ăn tối chung với nhà Mai nha. Đi thôi, đói quá. Bây giờ cứ đợi tới ngày mai cũng chưa xong đâu nên cứ đi ăn thôi. Cứ tối nay mình chấp nhận mình ngủ trên một đống chiến trường nha. Ngày mai mình dọn tiếp thôi. Dạ, qua. Trời ơi, mặt trời lặn ở bên Mai nó đẹp lắm cô chú anh chị, mà tại vì á hả, đó đẹp chưa, quá đẹp ha, xíu muội nó còn phải quay phim nữa mà. Xíu muội quay phim được không? Dạ. Ừ, cho mẹ coi coi. Ừ, đẹp quá vậy. Ừ, đi coi coi. Ừ, bây giờ quá đẹp. Bên một bên đó thì mặt trăng. À dạ. Thấy chưa, mặt trăng đó, một bên thì mặt trăng, một bên thì mặt trời lặn. 7:33 bên Mai nè cô chú anh chị, bây giờ chuẩn bị mùa thu rồi nên là nó tối cũng tối sớm lắm chứ không có còn như hồi xưa nữa. Hồi xưa 7 giờ nó còn mặt trời mà còn sáng chứ bây giờ là tối lắm. Ô, đẹp quá cả nhà ơi. Đẹp quá. Đúng là sau một ngày cực khổ mà nhìn thấy cái cảnh này cũng đẹp nó chắc cũng đã nữa. Sư muội mà cần phải thấy, ôi trời đẹp quá. Sư muội còn, oh my god, it's so pretty. Giờ sư muội còn phải quay nữa là cô chính chị biết rồi đó. I'm watching for deer. Chồng anh thì ông nói anh phải đi còn giờ mấy con hù. Mấy con hù là đã hay giờ này đã hay ra kiếm ăn lắm. Tối rồi cả nhà ơi, đi ăn thôi. Tối bụng quá đói rồi. Ôi lâu lắm mới quay trở lại quán phở này. Đây chả giờ của xíu muội, hôm nay xíu muội nó đói bụng. Hôm nay con Mai ai đến ai cũng đói mà nhà Mai ai cũng đói hết á. Nên thành ra là hả, xíu muội order chả giò, order phở nữa nha. Order cả trà sữa nữa. Trà sữa. Nước dừa. Yeah. Yeah. Thank you. How do you know what you wish? Ui, bánh xèo nè cả nhà. Anh mời cả nhà ăn bánh xèo. Hấp dẫn ha. Bánh xèo hấp dẫn quá. Chị mồi ăn phở sơ mi nhon. Ngon thì ăn cơm chiên tàu hũ chứ. Ngon giống ăn chay quá vậy ngon. Take my chopsticks. Muốn ha. Chồng ai ăn ăn thịt cùng. A few minutes later. Xong rồi đi về thôi. Yeah. Quá mệt, mà 2-3 ngày hôm nay là đuối luôn á. Mình ăn tới giờ mình ta đóng cửa luôn rồi đó, mình là người khách cuối cùng ra khỏi quán. Hôm nay là Mai đi ăn hơi bị trễ cả nhà, tại vì lo ông chồng em cứ lo chỉnh cái tivi á nên là hơi bị trễ. Còn Mai thì nó đói rã ruột luôn, Mai cũng đói và ông cũng đói nữa. Còn bây giờ đến nhà rồi cô chú anh chị, dọn bớt cái dưới máy giặt, máy sấy, giặt sấy được một đống mấy cái ga giường này nọ cũng đỡ ha. Bây giờ tiếp tục này, cái phòng của Mai tiếp, mà chắc hôm nay không dọn kịp đâu cả nhà ơi, đóng. Mai không nghĩ là Mai có thể dọn kịp trong ngày hôm nay, chỉ dọn xong cái tủ này, giỏ ra thôi là được rồi. Ồ, cái giỏ này hôm nay nhìn trống quá. Nhìn rất là trống trải luôn. Đó, vẫn một đống nè. Thôi hẹn cả nhà ngày mai dọn tiếp ha. Mà cũng xin kết thúc video ngày hôm nay đây thôi, chứ ngày mai nghỉ ngơi để ngày mai dọn tiếp cả nhà ơi, chứ bây giờ dọn không kịp đâu. Xin chào tạm biệt cả nhà, xin hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau. Video dọn nhà tiếp tục.